rap, hát, sáng tác, chơi nhạc cụ, nấu ăn. Và em biết cắt tóc, những gì lúc đầu em xem clip thì em nghĩ bạn ấy cũng sẽ là khá hiền ấy, nhưng mà em thấy bạn ấy hơi tưng tửng, hơi kiểu em chưa, anh có năng khiếu là vẽ cực đẹp luôn ạ. Em vẽ cái gì? Em vẽ được người yêu của em mà. Em là họa sĩ nhí từ bé mà. Đó giờ đã từng vẽ ai rồi? Em vẽ người yêu cũ. Tại vì là vẽ đẹp thì sẽ khéo tay mà, thì em cũng sẽ nấu ăn ngon, em có thể nấu ăn cho người yêu mỗi tuần. Chết em chị ơi. Hãy làm theo cảm xúc của trái tim mình. Nên là em nghĩ là em sẽ chọn bạn. Em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Ngô Thành Trung, sinh năm 94. Em đến từ Hải Phòng và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm diễn viên TikToker cho công ty quảng cáo và truyền thông Topi Media. Em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vào được đến đây cũng phải gần 4 năm rồi. Rồi, còn bạn Tài. Em chào chị Cát Tường, em là Minh Tài ạ. Em 25 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em đang làm người mẫu ảnh và làm diễn viên tự do. Có khi nào vô thành phố chơi chưa? Em vô 3-4 lần gì đó rồi. Thấy như thế nào? Có khi nào có ý định mai mốt mình sang vào trong này không? Em định là sang năm nếu mà hết dịch ấy, thì em sẽ vô Sài Gòn em làm việc ở trong đó. Welcome em đến Sài Gòn nhé. Bây giờ thì chị Tường sẽ cho các bạn theo dõi cái đoạn clip của nhân vật nữ chính ngày hôm nay. Chào mọi người, Hinny đây, mọi người thế nào? Mọi người có khỏe không? Thời gian vừa rồi, Sài Gòn dịch bệnh rất là căng thẳng và Hin cũng đã sống chậm hơn rất nhiều. Hin tập cho mình những thói quen mới và ở nhà với những chú mèo của mình nhiều hơn. Trong các clip mà Hin đóng trên mạng xã hội á, thì các bạn có thể thấy Hin là một người nói rất là nhiều, rất là vui vẻ, hoạt bát. Hôm nay cô kể cho lớp nghe, cô vui thiệt là vui, hiểu quá. Cô thấy anh phải mất, anh đăng cái chị ở top 30 tỷ mà như gác vậy á. Trời ơi, cái cô nhanh trí, cô đăng hình, cô ghép cái mặt cô vô cái thùng rác liền. Mẹ gì đâu cười trời. Nhưng mà ở nhà thì Hin lại là một người khá là đầm tính. Hin thích cây, thích động vật và Hin có thể nằm ôm mèo cả ngày, nhưng tính chất công việc lại không cho phép. Hin vừa là KOL, vừa là người sáng tạo nội dung, nên là gần như cả một ngày Hin đều làm việc với máy tính, quay hình cũng như là máy chụp hình. Nhưng mà yên tâm là Hin biết nấu ăn nữa nha, và Hin chăm sóc bản thân mình rất tốt, nên Hin rất là mong muốn tìm được một người bạn trai có thể thấu hiểu và thông cảm được cho công việc của mình. Và mọi thứ còn lại á, thì cứ để Hin lo. Clip của Hin đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Chị Tường cũng đang rất là tò mò, được muốn trò chuyện với nhân vật nữ chính của ngày hôm nay. Cho chị Tường kết nối với bạn Huyền nha. Kết nối với chị thôi, có mình chị thấy à, hai đứa em chưa được thấy mặt đâu. Xin chào chị Tường, chị Hai Bạn Nam cùng quý vị khán giả. Em là Cao Thanh Huyền, mọi người vẫn hay gọi em là cô giáo Hin. Với những cú tát khá là huyền thoại ở trên mạng xã hội. Và hiện tại thì em đang là diễn viên tại công ty giải trí và Tô Entertainment. Đây nữa mọi người, chị Tên. Ghê, cái này tôi thua nha. Dũng gì vậy, dũng gì vậy? À, em thấy thì tiên có, em cũng có theo á. Nhưng mà rồi sao mà ở đâu có cái đó đeo vô đẹp vậy? Thì trước thì em rất là hay tham gia những cái cuộc thi nhan sắc. Xong rồi thì em đạt những cái giải, nhưng mà đạt cái phụ không à, không đạt cái chính. Em tức chị, em buồn lòng, khổ tâm nhiều á. Xong rồi em có tham gia một cái chương trình là nét đẹp văn hóa bản sắc dân tộc năm 2018. Thì em đạt những giải Á Khôi. Hài lòng chưa? Nhưng mà bực cái vậy, nhưng mà bực lắm chị. Á Khôi thì không thể có vương miện được. Thế là bạn bè em nó kêu là tao mua cho mày cái vương miện, mày đừng có đi thi nữa. Thì cuối cùng cái vương miện này là mua hả? Yeah, em mua giải. Rồi bà tự tin thế ớn luôn vậy, bà mua vương miện bà đeo chơi vậy đó trời. Tôi tưởng bà chỉ có ẩu bà đậu bạn bè em không cho em. Ủa rồi sao ta kêu em bằng cô giáo vậy? Mọi người hay gọi em là cô giáo tác xuyên lục địa luôn á chị. Nghe nói trình độ tiếng Anh của em 6.5 IELTS đúng không? Cơ thể của tôi tiếng Anh là gì? Body I. Anh có yêu em không? Tiếng Anh nói là sao? You yet love me no. Em á, đúng là con lớn mà không có người yêu. Em lôi máy tính ra làm gì? Em chỉ động từ. Là vậy kêu bằng cô giáo đó. Không, em hiền lắm nha, không có gì đó. Thôi bây giờ quay lại với bạn Trung nha.
Nãy giờ nghe sơ bộ về giới thiệu về bạn nữ như vậy đó, em thấy sao? Bạn ấy không hiền những gì mình nghĩ đó. Những gì lúc đầu em xem clip thì em nghĩ bạn ấy cũng sẽ là khá hiền ấy, nhưng mà em thấy bạn ấy hơi tưng tửng, hơi kiểu nhưng mà cái nét tưng tửng ấy cũng đáng yêu mà. Ok rồi, những điểm mạnh điểm yếu của Trung là gì? Em có thể rap, hát, sáng tác, chơi nhạc cụ, nấu ăn. Và em biết cắt tóc nữa. Về âm nhạc thì là đam mê rồi. Về cắt tóc thì là công việc đầu tiên khi mà em bước chân vào Sài Gòn. Và em được làm việc với một trong những barber có tiếng ở Sài Gòn. Bây giờ em trổ tài rap một bài cho chị Tường nghe thử coi nào. Thì em sẽ rap một đoạn nhỏ nhỏ nhé. Ok. Hit me through the phone. Thế giới đã dần trở nên thật hiện đại. Anh có thể gửi em ngăn nụ hôn chỉ đơn giản bằng thông qua cái điện thoại. Yeah, ngay vào lúc sửa ban ngày peep peep, hoặc cho dù là ban đêm thình thình, hãy là nghe âm thanh ngày click click. Mỗi khi được vang lên ring ring, sniper như thần Cupid, nhất tiễn là xuyên tim. Like a rider, take a good trip. Anh biết mình nên duyên. Hey, just you, me and nobody know. Hai thế giới thật khác biệt, nhưng lỡ yêu thì có xá gì đâu. Ta bỏ qua vì nhau. Anh không họ hứa cũng chẳng tên thề, nói là làm tôi không tiện kể. Ây, mấy câu chuyện bên lề, em yêu kiều thướt tha như trong cổ tích bức ra. Mái tóc người vừa lướt qua là anh đã lỡ yêu muốn nước hoa. Yeah. Wow. Tường dạo này cũng mê rap lắm. Tường tuy già vậy thôi chứ cũng thời thượng lắm. Tài ơi, nãy giờ nghe bạn Quyền chia sẻ thì Tài có cảm nhận gì về bạn Quyền? Em thấy Quyền cũng hơi nhí nhố. Nhí nhố hồi nãy bé kia thì nói gì? Hơi tưởng tượng. Bây giờ này thì hơi nhí nhố, chết em rồi Quyền ơi. Bản thân mình thì sao? Có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì em có năng khiếu là vẽ cực đẹp luôn ạ. Em vẽ cái gì? Em vẽ được người yêu của em mà. Mà vẽ hình chân dung á hả? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Wow. Em là họa sĩ nhí từ bé mà. Đó giờ đã từng vẽ ai rồi? Em vẽ người yêu cũ á. Trời ơi. Quyền nó cười kìa. Rồi ok ok, đó là điểm mạnh. Rồi còn điểm yếu là cái gì cưng? Em còn nữa chị ơi. Còn nữa hả? À vẽ mới là một thôi phải không? Rồi tiếp. Em có con mắt thẩm mỹ ấy. Rồi đam mê thời trang, khéo tay nữa. Tại vì là vẽ đẹp thì sẽ khéo tay mà. Thì em cũng sẽ nấu ăn ngon. Em có thể nấu ăn cho người yêu mỗi tuần. Con đường nhanh nhất đi đến trái tim là bao tử đúng không Quyền? Trời ơi, 10 điểm. Gì nữa? Điểm yếu thì chắc là em hơi bừa bộn. Bề bộn nhưng mà đừng ở dơ là được. Không ạ, thơm lắm kìa. Thơm hay không thì phải để bạn gái em biết chứ chị đâu có biết được đâu. Quyền ơi, sơ bộ hai chàng trai của chị ngày hôm nay vậy đó. Cho chị vài nhận xét về hai nhân vật ngày hôm nay của chị coi nè. Đúng gu. Thứ nhất là về bạn đầu tiên là bạn Trung. Thì bạn ấy có hát. Thì em lại rất là thích rap. Nhìn em mặc đồ vậy hỏi chị em hip hop nha. Còn bạn Tài á, bạn ấy vẽ, trời ơi em vẽ một cây luôn. Ủa em cũng vẽ nữa hả? Cái thời gian mà em trải qua stress khá là nặng á thì em đã dùng vẽ để em vượt qua cái đó. Nên là đối với em thì vẽ là một cái gì đó rất là... Thì ra là em cũng có giai đoạn bị stress hả? Đúng rồi, hai cái em thích nhất thì hai bạn đều có. Rồi bây giờ hết stress chưa? Trời ơi, giờ thấy em dậy stress gì nữa. Tại vì thời gian đó công việc của em nó cũng khá là nặng á. Nên là lúc đó thì em nghĩ là em phải ngưng thời gian công việc một thời gian. Thì em ngưng được 2 năm rồi em mới quay lại. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Quyền? Điểm mạnh của em thì như chị thấy là em người khá là vui vẻ. Nghĩa là em sẽ mang một cái năng lượng rất là tích cực đến với người khác. Và cái điểm yếu mà của em thì em nghĩ là này nó hơi khó chữa. Em rất là hay quên. Có lần mà em đi gửi xe, em đi chơi, em gửi xe, em quên cái xe em ở đó luôn. Bắt ráp em về nhà luôn. Đến sáng hôm sau đi làm em mới nhớ ra là xe mình đâu. Ok, thế bây giờ hỏi một chút xíu về tình trường của em luôn nha. Mình trải qua mấy mối tình rồi dạ. Quyền? Em trải qua 4 mối tình. Có những mối tình nào là nhưng nó... mà khá là buồn là tại vì 4 mối tình của em đều là yêu xa. Ở Mỹ, ở Úc, các thứ. Ở xa lắm. Nhưng mà trong những cái mối tình đó thì có những cái câu chuyện gì mà để lại ấn tượng trong em nhiều nhất? Có khá là nhiều chuyện đáng nhớ. Tại vì khi mà em quen đều là yêu xa như vậy á, thì gần như là em trải qua những cái khoảnh khắc một mình, nên là em cảm giác là em sống một mình vẫn ok á. Đó là cái mà em cảm thấy là nó đã làm cho mình trở nên quá là cô độc. Và cái mối tình mà để lại ấn tượng
lâu nhất với em thì chắc là mối tình đầu của em kéo dài 3 năm thì bạn ấy đi du học. Nhưng mà em rất là sukana nha. Khi mà bạn ấy đi du học thì em mới biết được là bạn ấy quen hai người cùng lúc. Bữa nay chị đâu có giới thiệu em xa đâu. Hôm nay hai con người đang ở Việt Nam. Một bạn ở thành phố Hồ Chí Minh sát bên, một bạn ở Hà Nội, bay ra bay vô được, không cần xin visa. Ok? Được chị, được không? Em chấp, em rất là chấm mà mỗi 10 điểm ạ. À, mỗi 10 điểm. Nhưng mà em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Thì chỉ cần bạn ấy cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 68. Em mới bảo là em đã chinh chiến bao nhiêu cuộc thi rồi. À đúng 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 đúng. Ra quên đi Hoa hậu mà. Dù có rớt cũng đã từng đi Hoa hậu không sao như vậy. Đúng rồi, cũng là á khôi luôn chị. Á khôi, á khôi, xin lỗi em, á khôi. Á khôi tự mua vương miện đeo. À, điều thứ hai là thông cảm được cho cái công việc là người tâm lý á. Cái thứ tiếp theo là biết nấu ăn. Nấu ăn tốt nhất. Chàng trai của tôi đều nấu ăn ngon. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Rồi, bây giờ quay lại hai chàng trai của tôi nha. Tình trường em như thế nào Chung? Tình trường của em thì sơ. Sương là nhiêu? Năm nhỉ. Em kể sơ bộ chị nghe coi năm cái cô động đó là cô động như thế nào. Người con gái đầu tiên khi mà em mới vào Sài Gòn em gặp bạn ấy, giống như kiểu là em đang chỉ có một mình ấy, thì bạn ấy xuất hiện và ở bên cạnh động viên các thứ, và bạn là người làm cho em biết về Sài Gòn. Mối tình đó dài không? Kéo dài được hơn một năm. Tại vì trong khoảng thời gian mà em yêu bạn ấy thì là khoảng thời gian lúc ấy em mới vào, cũng mới bắt đầu học nghề thôi, chưa kiếm được tiền. Xong rồi đến khi mà bắt đầu em được lên thợ rồi thì cuộc sống nó thay đổi ấy, lại nhiều cái áp lực đến hơn ấy. Thế cuối cùng em lại phải chia tay. Tại sao chia tay? Tại vì lúc ấy em nghĩ là bản thân mình không lo được cho mình thì mình cũng không thể đem lại hạnh phúc cho bạn ấy. Lúc ấy em mới nghĩ như thế để em dừng lại. Đến khoảng thời gian bây giờ thì em mới nhận ra là mình hẹp. Về đoán ra là mình nên cố gắng vun đắp cùng với bạn ấy chứ không phải là bỏ bạn ấy lại như thế. Đấy là cái mối tình vừa đẹp vừa đau nhất của em. Em làm người ta đau chứ em đau gì? Để mà nói ra những cái lời chia tay ấy thì em cũng đau lắm chị. Em suy nghĩ nhiều lắm luôn ấy. Sau này có cơ hội gặp lại cô ấy không? Có khi nào mình nói lại cái cảm xúc của mình? Dạ, có rất nhiều lần mà kiểu em tìm lại thông tin liên lạc của bạn ấy, kết quả đều là con số 0. Lý do? Bạn ấy bị mất Facebook, xong rồi Insta thì bạn ấy chặn em. Mọi thông tin liên lạc với bạn bè bạn ấy thì em liên lạc với đúng một bạn, thì bạn ấy bảo là bạn nữ vẫn ổn, đừng làm phiền đến bạn ấy. Thôi, nó đã qua rồi, đó là những ký ức. Nó có thể đẹp, nó có thể đau, nhưng mà nó là những ký ức mà mình không quên được. Thế bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào? Thứ nhất là có một công việc. Hai đó là có thể hiểu và thông cảm cho công việc của em đang làm. Về ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Không quá gầy, em rất sợ con gái gầy, em cảm giác là bị thiếu sức sống. Em gầy xong luôn. Cảm ơn Trung. Tại em thì sao? Em yêu được hai mối tình. Mối tình đầu tiên cái khúc chẳng có gì để nói về mối tình đấy lắm. Ở đấy em tầm 18-19 tuổi thì em vẫn còn bé, còn không suy nghĩ được, mà đôi khi bạn ấy cũng nhỏ nữa, cho nên là hai người cũng có nhiều sự lựa chọn này, có nhiều suy nghĩ, rồi nhiều khi nó không được như ý muốn ạ. Còn sang mối tình thứ hai thì bọn em yêu nhau được 3 năm. Lần đầu tiên mà em gặp bạn đấy là em đi học về, thì em đi trên đường, ở nhà em thì nó hơi tắc đường. Thế thì vô tình em gặp bạn ấy đứng trước xe của em luôn. Thế là hai ánh mắt chạm vào nhau ạ. Trời ơi, có ông lung linh, hai ánh mắt chạm vào nhau. Hay gì trời. Cái thời đó thì nó không có khẩu trang mọi người. Thì là bọn em vẫn cứ bỏ mặt ra bình thường và hai người nhìn nhau thôi ạ. Đấy, sau bắt đầu em thích luôn ấy, em mê luôn. Đến tối thì em cứ ngồi em tư tưởng em, mà em cũng ước ạ. Ước gì mình bạn là người yêu của nhau. Thế thì tự nhiên là trên Facebook ấy, nó hiện lên một cái dòng trạng thái là có thể bạn sẽ biết những người này. Thế là hiện cái bạn đầu tiên luôn. Ủa vậy là cái lúc mà nhìn nhau ngoài đường á, lúc nhìn nhau ngoài đường là nhìn nhau là khoái nhau vậy thôi, nhưng mà không có xin số điện thoại gì hết trơn hả? Không biết gì cả. Trời ơi, bèo biết là bèo luôn. Chị mà thấy nào chị khoái kết thì xin liền. Cơ hội nó qua rồi, rủi như nó không hiện lên trên Facebook và coi như mất liên lạc rồi. Thì thế em mới bảo là rất là tâm linh ấy chị, tâm linh lắm. Rồi cái là nhào vô luôn phải không? Kết bạn.
Em follow luôn, em theo dõi tầm 1 tuần, 2 tuần em cứ theo dõi em xem, em like ảnh mỗi ngày, thả tim. Xong rồi tầm 1 tháng sau thì em bắt đầu em gọi là nhắn tin hỏi thăm. Dạ, tính ra ông này ông cũng chậm ghê ha, chậm dễ sợ luôn. Sau bắt đầu bạn đấy cũng thích em luôn, hai người luôn. Thế một sự khởi đầu đẹp và ngọt ngào như vậy mà kéo dài 3 năm rồi mắc gì chia tay? Lúc đấy em đang học đại học, xong rồi em cũng bận công việc nữa, em cũng tham công tiếc việc đấy. Đấy cũng là một cái điểm yếu của em. Mà nhiều khi em cũng không lo được cho người yêu. Nhiều khi bạn ấy cũng không nhỏ tuổi hơn em mà. Cho nên là bạn ấy cũng không suy nghĩ cho em nhiều. Em quyết định hay là bạn đó quyết định? Bạn đấy quyết định ạ, chứ em thì em trung tình lắm. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích một bạn mà không béo quá, thấp hơn em, cũng làm nghệ thuật thì sẽ tốt hơn. Tại vì là sẽ đồng cảm được với em ấy chị. Nhiều khi đi chụp hay đi quay cũng cả ngày đến đêm. Tại vì là em đang cái tuổi phát triển sự nghiệp thì em cũng phải chăm lo cho gia đình sau này của mình. Trái tim mình phải nhiều ngăn đấy. Có thể có ngăn cho người yêu, có ngăn cho đam mê, công việc của mình, rồi cho gia đình nữa. Em nghĩ sẽ là ok, hợp lý. Ok, cảm ơn những cái thông tin của ba bạn. Em ơi ta yêu như chỉ có ngày yêu. Chào tất cả mọi người, mình tên là Thành Trung. Mình là diễn viên TikTok thuộc công ty quảng cáo và truyền thông Topi Media. Mình là một người con trai Hải Phòng, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Để nói về bản thân mình thì mình có một chút ít tài lẻ như là hát, rap, chơi guitar, bóng rổ và mình còn biết cắt tóc nam nữa. Do khoảng thời gian gần đây là mình bị ốm, thế nên là mình có tự cách ly ở nhà để chăm sóc và điều trị. Thì đến bây giờ thì sức khỏe của mình cũng đã dần hồi phục. Không biết là với những thông tin vừa rồi thì bạn nữ có hài lòng với những gì được nghe không? Thì nếu mà bạn chưa hài lòng thì mình sẽ gửi tặng bạn một vài câu rap không văn thơ, không nói dài dòng. Xin chào em, anh trai Hải Phòng, không lòng vòng, trong lòng muốn nói, đếp với anh em sẽ hài lòng. Wow. chớp như nước cốt. Bình tĩnh em. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi đoạn clip của bạn Tài. Xin chào tất cả mọi người, mình năm nay 25 tuổi. Mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Và cụ thể là mình làm nghề mẫu tự do, diễn viên tự do, thiết kế thời trang, hội họa. Mỗi ngày mình đều thức dậy từ rất là sớm và kết thúc từ rất là muộn. Mình tự thấy rằng là bản thân mình là một người rất là tham công tiếc việc. Nếu như mà công việc ngày hôm đó mà chưa hoàn thành xong ấy, thì mình chắc chắn là mình sẽ làm cho bằng xong thì mình mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, nếu mà có một người để yêu thương bên cạnh thì chắc chắn là mình sẽ gạt công việc sang một bên để mình sẵn sàng dành thời gian để chăm lo cho họ. Mình có thể là một người vừa bận rộn này, vừa tham công tiếc việc mà cũng hướng ngoại nữa. Nhưng mà mình lại cực kỳ rất thích nấu ăn, đặc biệt là nấu cho người thân yêu của mình. Bạn Tài thì em thấy là bạn khá là giống em. Giống như là nếu mà bạn ấy có người yêu thì công việc với lại người yêu của bạn ấy chỉ để hai bàn cân, nó giống như thế này. Đó, thì em nghĩ là nếu mà quen thì phải chấp nhận được, phải chịu hy sinh nhiều. Bạn này cảm giác khá là cute, khá là dễ thương và kiểu khá là baby á. Sao ta, nếu mà quen thì em hay có vẻ hơi già hơn số bạn. Mặc dù em thấy em nhỏ tuổi hơn mà em thấy già chứ trời. Thôi, đó là cảm xúc của em thôi, tùy em thôi. Không, chị Tường đã nói rồi, hôm nay là hai bạn. Mặc dù em nói đúng đó, giống nhau nhưng mà thật ra hai bạn là hai cái chất khác nhau. Kính thưa quý vị khán giả, là bây giờ thì cổng mini game trên Viper Community đã đóng lại rồi, thưa quý vị nhé. Bây giờ thì bạn nữ sẽ đưa ra quyết định của mình. Và trước khi em ấy đưa ra quyết định thì chị muốn hai bạn trai mình phải tỏ ra mình là bản lĩnh đàn ông, manly. Mình phải là thuyết phục bạn nữ một lần nữa để trước khi bạn ấy đưa ra quyết định. Rồi, bây giờ mời Trung nói trước. Anh không nói nhiều, anh cũng không dài dòng gì cả. Như những cái câu rap cuối cùng của clip vừa rồi anh gửi tặng em ấy, thì anh có thể anh không phải là một người đồng hành với em tốt nhất, nhưng mà chắc chắn những cái gì mà chúng ta có với nhau khi mà đồng hành cùng nhau thì anh sẽ làm em hài lòng. Wow. Quá chất rồi Tài. Em cũng đang hoang mang. Thực ra là cái cách thể hiện của em bên ngoài em hơi trẻ con, hơi baby ấy. Nhưng mà thực ra em là một người rất từng trải luôn. Nói chuyện với cô chứ không phải nói chuyện với chị. Cho nên là
em cũng phải tìm hiểu anh thì em mới biết được ấy, cho nên là không thể nào thể hiện qua được cái clip được, đúng không? Chết em rồi chị ơi. Hãy làm theo cảm xúc của trái tim mình, vì lý trí thì mình phải nhìn thấy, bây giờ mình không có nhìn thấy, mình phải làm theo cảm xúc. đúng là phải chọn theo cảm xúc thiệt sự. Tại vì một bạn á thì cho em cái cảm giác mà em cần, còn một bạn á thì cho em cái điều mà em muốn. Nó vậy đó. Cuộc sống không bao giờ cho ai cái gì tất cả nhá. Được cái này phải mất cái kia. Và đôi lúc chúng ta phải đi đến ngã ba đường và chỉ có thể bước tiếp ở một con đường. Nên là em nghĩ là em sẽ chọn bạn. Những gì lúc đầu em xem clip thì em nghĩ bạn ấy cũng sẽ là khá hiền ấy, nhưng mà em thấy bạn ấy hơi tưng tửng. Thì anh có năng khiếu là vẽ cực đẹp luôn ạ. À. Là vẽ đẹp thì sẽ khéo tay mà. Thì em cũng sẽ nấu ăn ngon. Em có thể nấu ăn cho người yêu mỗi tuần. Chị chỉ cần bạn ấy cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 68. Em rất sợ con gái gầy, em cảm giác bị thiếu sức sống. Em gầy tông luôn. Hết mọi bạn không béo quá. Nếu mà quê thì em hay có vẻ hơi già hơn số bạn. Em thấy em nhỏ tuổi hơn mà em thấy già chứ trời. Nên là em nghĩ là em sẽ chọn bạn thứ hai. Bạn Trung thì em nghĩ là em chưa phải là người phù hợp với bạn. Tại vì nghe các bạn nói chuyện, nghe câu chuyện của bạn, nghe mọi thứ thì em cảm thấy là bạn ấy cần một người có sự chắc chắn hơn. Nếu mà làm nghệ thuật giống em thì hơi khó cho bạn. Và đặc biệt là em có để ý là bạn ấy nói là bạn không thích con gái gầy, nhưng mà em rất là gầy. Bây giờ thì xin mời phòng máy cho Cát Tường kết nối cả ba bạn với nhau để cho các bạn say hello với nhau nhé. Rồi đó, em hãy ưu tiên và em tạm biệt cái người mà em bỏ rơi. Thật sự là em rất là thích anh, em rất là sport, nếu mà em rất là sport anh. Tại vì cách mà anh nói chuyện, cách mọi thứ mà anh nói thì em rất là ủng hộ. Và rất là mong là anh sẽ thành công trên con đường mà anh đã chọn, và anh gặp được người có thể chia sẻ và cảm thông với anh. Hai. Sao bả thảo mai vậy? Sao hai bạn có cái màu tóc giống nhau quá vậy? Ôi là trời đất ơi, hai cái vai khác nhau, mọi người mà tóc y chang nhau mà cái cũng giống nhau nữa. Bây giờ em có thấy cổ còn tưng tửng không? Dạ vẫn còn tưng tửng. Nhiều cái tại nãy em nói vậy cho nên cổ cũng chọn em á. Nhưng mà tưng tửng là một cái nghĩa tốt, mà một cái nghĩa vui, mang lại nụ cười cho mọi người chứ không có gì hết. Cảm ơn Trung rất là nhiều đã đến tham gia chương trình với chị Tường ngày hôm nay. Hẹn gặp lại em sau nha. Dạ, bây giờ để cô tưng tửng, cô tiếp tục câu chuyện với anh Tài. Cảm ơn em. Rồi, chúng ta cùng tạm biệt anh Trung đi nè các bạn ơi. Bye bye. Hello anh. Xin chào em. Rồi thôi, từ, để tôi bay luôn, tôi đi theo, tôi kiếm Trung nha. Ủa lại vậy? Ủa là chị bỏ em? Tôi dành không gian này cho hai bạn, bởi vì hai bạn chọn nhau mà. Hai bạn hãy trò chuyện với nhau thoải mái đi, rồi một chút xíu tôi quay lại. Để tôi đi ra tôi uống cà phê với bạn Trung cái đã. Bye bye. Cái gì không? Cái gì không? Bye. Chào chị ạ. Bạn Trung là gu tôi, bye. Vâng, miệng em đâu rồi? Thấy em giống mình tưởng tượng của anh không? Trong video ấy thì anh thấy là em sẽ trẻ con hơn một chút, nhưng mà nhìn ngoài thì em có vẻ hơi chín chắn hơn. Em có nói mà, em nói là cho ra thì em sẽ già hơn anh về cái sự mặt bên ngoài, là sẽ nó sẽ nhìn nó sẽ già hơn một xíu. Em suy nghĩ sao về chuyện yêu xa? Anh có suy nghĩ gì về con trai miền Bắc nữa? Đó, tôi kêu là tôi đã né rồi, nhưng mà nó gọi là ghét của nạp từ cha của đó đó. Nhưng mà ý là em không có ngại việc xa. Đối với em á, việc yêu xa thì cái sự tin tưởng nó rất là quan trọng, rất là cao. Còn con trai miền Bắc thì nói thiệt là những bạn em từng quen đa phần là miền Bắc, chắc là do nhà em có mặt. Kiểu như là người ta nói là con gái thì sẽ đi tìm kiểu người yêu yêu nó mang mình, nó cái sự che chở, cảm giác được gì đó. Nhưng mà em nghĩ là em chọn anh là có lý do. Lý do là gì? Kiểu như là tò mò. Tại vì những người mà có những cái năng lượng vui á, nó sẽ rất là vô với em. Không thấy xa về em. Thực ra là anh chưa yêu xa bao giờ, cho nên là anh cũng chưa có kinh nghiệm gì về yêu xa cả. Tất nhiên là sau này dự định cũng sẽ cố gắng là vô Sài Gòn sống thôi. Cái đấy là cái chắc chắn rồi. Nhưng mà bây giờ thì chưa biết thế nào cả. Còn công việc thì cũng nhiều. Công việc của em có bận lắm không? Công việc của em thì khá là nhiều.
đa phần là em đi quay nhiều hơn là đi chụp, tại em là diễn viên mà. Đi quay thì có khi 1-2 giờ sáng mới về, có khi em là kiểu em không control được, là em không có handle được bao giờ em mới về. Anh có sợ một người nhắn tin với anh cả ngày không? Anh có sợ lúc nào người ta cũng hỏi là anh đang ở đâu, đang làm gì không? Có sợ chứ, có sợ. Em không phải người vậy đâu, đừng lo. Alo, alo. Em khá là tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Cứ đi vô ngay cái chỗ gì mà thất bại á. Em nói là tại sao những cái cuộc tình của em đều thất bại. Hy vọng chuyến này người khác thất bại chứ không phải là em. Bây giờ nè, chị sẽ làm cho hai đứa em vui thêm. Chị sẽ cho tụi em chơi một cái mini game. Câu hỏi đầu tiên, chị muốn hỏi các em. Các em hãy nhìn trên màn hình và đưa ra đáp án của mình nhé. Bạn sẽ làm gì khi phát hiện người ấy của mình ngoại tình? A. Đánh ghen, nhắn tin hăm dọa. B. Chia tay bạn ngay lập tức. C. Níu kéo và mong bạn thay đổi. D. Tìm mọi cách để trả thù bạn và kẻ thứ ba. 1 2 3. Nói B. Rồi đứa B đứa C vậy. Rồi B, tại sao B? Em là một người nhìn vậy nhưng mà thực ra là em lý trí khá mạnh. Em sẽ chia tay ngay lập tức. Và đó là điều em đã làm. Em không phải là một người dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình. Nhưng đối với em á, khi để một người khác bước vào tình cảm của mình thì mối quan hệ của mình đã có vấn đề. Khi mà một khi em đã nói ra câu chia tay thì mọi thứ đã chấm dứt và em khá là lạnh lùng sau khi chia tay. Bạch Mã Hoàng Tử kia ơi, sao lại chọn C? Trời ơi, bạn rộng lượng quá ha. Mỗi lần em yêu ấy thì em cũng lý trí lắm, nhưng mà không hiểu sao con tim em vẫn cứ đánh thằng lý trí á. Em là em lạnh lùng lắm. Câu hỏi thứ hai. Ai bảo trân châu là khổ, bà ngồi bà hát suốt ngày, bố mày trăng mày còn khổ hơn châu. Nếu gặp vợ như trong bức tranh này, tài xử lý như thế nào? Em nghĩ rằng là em là một người rất thích trẻ con ấy, cho nên là em không có ngại cái chuyện mà trông trẻ con hay là chăm trẻ con. Nhưng mà nếu vợ mình mà nó không phụ mình chăm, nó lo hát hò, nó vậy đó, rồi mình cảm xúc như thế nào? Vừa hát vừa trông con. Oh. Hát cùng vợ. Trời ơi, một người đàn ông tuyệt vời. Một người, sao em cảm thấy như thế nào? Ấm áp quá vậy. Hiền, ổn không Hiền? Em ổn. Trời ơi, em cứ hát đi, anh vừa hát vừa cho con bú. Được, em cứ đi quay đi, ở nhà anh lo. Rồi, nếu vậy thì bây giờ ngược lại nhá. Huyền, tới phiên em nhá. Nếu như em gặp một ông chồng mà mê bóng đá, không phụ vợ xử lý những cái mọi thứ, thì em sẽ xử lý ông chồng em như thế nào? Lịch thi đấu World Cup, xin lỗi anh tạm xa em yêu một tháng, trực tiếp bóng đá. Nếu mà là em trong trường hợp này á, thì em nghĩ là em sẽ thay đổi bạn cái từ từ thôi. Tại vì cái này nó khó thay đổi lắm, phải trải qua thì mới thay đổi được. Tại vì em là một người rất là thích đá banh đó nha. Nhìn em vậy chứ em hoạt bát năng động lắm á. Thì em vẫn cho bạn ấy chơi, nhưng mà chơi ở cái mức độ nào. Nếu mà đi quá những gì mà em có thể chịu đựng được thì chắc chắn là em sẽ không tiếp tục được rồi. Cái đoạn mà hai đứa coi đá bóng luôn đó, là cái đoạn đó việc nhà ai làm, con cái ai chăm? Chắc chắn là em không phải là một mình rồi. Nếu mà là một mình thì em để chắc chắn là em sẽ không quen đâu. Tại vì em nói rồi mà, em không thích con trai quá gia trưởng. Nếu mà việc nhà mà để phụ nữ làm hết á, thì chắc chắn là bạn ấy có cái suy nghĩ là việc nhà, việc nhẹ là của con gái rồi. Bạn ấy chắc chắn là sẽ không có cái tư duy mà phụ giúp họ rồi. Rồi, cảm ơn các em. Chị Tường nghĩ là qua những gì tụi em trò chuyện với nhau, rồi qua những cái gì mà nãy giờ chị Tường hỏi ba câu hỏi, thì cũng đủ để cho các em hiểu được cái tính cách của nhau rồi. Chốt lại vấn đề thì hai bạn vẫn là đang ở xa. Tình yêu là cái gì đó nó cũng rất là đẹp, nhưng mà cái cơ hội thì do mình tự nắm bắt. Còn có nắm bắt cái cơ hội đó hay không là quyền của các bạn. Bây giờ đến lúc là các bạn phải đưa ra quyết định. Nếu như sau 3 tiếng đếm của chị Tường đồng ý hẹn hò thì đưa cái chú cuốn dễ thương lên, không đồng ý đưa cái ngón tay chỉ ngược lên. Nhớ đó là quyền của các bạn nhé. Xin mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Xin mời đưa biểu tượng. Em giống mình tưởng tượng của anh ơi. Trong video ấy thì anh thấy là em sẽ trẻ con hơn một chút, nhưng mà nhìn ngoài thì em có vẻ hơi chín chắn hơn. Biết của nào từ cha của đó đó. Nhưng mà ý là em không có ngại việc xa. Đối với em á, việc yêu xa thì cái sự tin tưởng nó rất là quan trọng, rất là cao. Thực ra là anh chưa yêu xa bao giờ, cho nên là anh cũng chưa có kinh nghiệm gì về yêu xa cả. Tại vì những người mà có những cái năng lượng vui á, nó sẽ rất là vô với em. Ba, xin mời đưa biểu tượng. Nó gì kỳ vậy? Ủa sao tôi thấy hai đứa hợp lắm mà. Sao mà hai đứa đều ve vậy trơn vậy? Em biết mà, vì cảm xúc mà chị.
Tại sao em lại như vậy trong khi em thấy hợp lắm mà chị em chọn mà? Em chọn thì em vẫn chọn ấy chứ, tại vì em nghĩ là bạn ấy có những cái năng lượng mà em thích. Thì sao hôm nay cô ấy chọn em luôn mà? Em chưa yêu xa bao giờ và em cũng sợ rằng là bây giờ hai người đã bận rồi, chắc là cũng không có hỏi thăm nhau được chứ không thèm nói gì đến chuyện là gặp nhau. Nhưng mà chị nghe em nói là năm sau em vô Sài Gòn lập nghiệp mà. Đó chỉ là dự định thôi chứ nó chưa phải là một cái sự chắc chắn năm sau hay năm sau nữa. Em cũng rất là tiếc. Tôi mới là cũng... tiếc nè, công tình tôi nãy giờ. Xin lỗi. Ok, đó là quyền quyết định của các bạn thôi. Dù sao thì chị Tường cũng thay mặt cho chương trình ghép đôi thần tốc Speak Couple cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi thì ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có được cái kết quả giống như là chương trình cái mong muốn. Chị Tường chúc cho hai bạn sẽ có được nhiều sức khỏe và chúc cho các bạn sẽ thành đạt hơn, phát triển hơn trong con đường sự nghiệp mà các bạn lựa chọn. Dạ. Yeah.